And he gets the shot off. Yeah, yes, he can. He's arrived in the Premier League in a Chelsea shirt. He's worked his way to Batshuayi. 2-0. Không phải Nagelsmann cũng chẳng phải Luis Enrique, người được ban lãnh đạo Chelsea lựa chọn để ngồi vào chiếc ghế nóng lúc này chính là cựu cầu thủ của họ Frank Lampard. Một quyết định bất ngờ với chính những cổ động viên của đội bóng vì trước đó không có nhiều thông tin liên quan đến việc bổ nhiệm cựu huấn luyện viên của Everton. Tại sao lại là Lampard? Ông có thể giúp ích gì cho Chelsea từ nay đến cuối mùa và những thách thức mà Lampard sẽ phải đối mặt là gì? Chúng ta sẽ đi tìm những câu trả lời đó với The Locker Room nhân ngày Chelsea có một huấn luyện viên tạm quyền mới. Bạn đang tự hỏi tại sao Todd Boehly lại bổ nhiệm Lampard trong bối cảnh Luis Enrique đã có mặt ở London và nói chuyện với vị tỷ phú người Mỹ. Chuyện gì đã xảy ra với Bruno Santo vì ban đầu ông mới là người được chọn để dẫn dắt Chelsea đến cuối mùa? Bạn sẽ có những giải đáp cho điều đó để hiểu tại sao Lampard dù bất ngờ nhưng lại rất phù hợp với Chelsea vào lúc này. Luis Enrique chưa đến, Julian Nagelsmann chưa đến nốt, Frank Lampard mới là người được chọn trong một động thái gây ngỡ ngàng đôi khi với chính những cổ động viên của Chelsea. Todd Boehly đã lựa chọn huyền thoại của sân Stamford Bridge làm huấn luyện viên tạm quyền từ nay đến cuối mùa. Một quyết định bất ngờ và nhiều người phải đặt ra câu hỏi, tại sao lại chọn Lampard? Trước đó Chelsea đã bổ nhiệm Bruno Santo lên làm huấn luyện viên tạm quyền để dẫn dắt đội bóng này. Trợ lý của Graham Potter có trận ra mắt tạm ổn với tỷ số hòa không đều trước Liverpool hồi giữa tuần. Nhiều người đã tin rằng Bruno Santo có thể ngồi chiếc ghế nóng của The Blue đến cuối mùa. Nhưng rồi những biến số từ Bruno Santo đã khiến ban lãnh đạo Chelsea đổi lại quyết định. Theo chuyên gia săn tin chuyển nhượng Romano, Bruno Santo cũng không thực sự toàn tâm toàn ý để làm huấn luyện viên tạm quyền của Chelsea vì mối quan hệ thân tình với Graham Potter. Chính Bruno Santo cũng đã công khai bày tỏ cảm xúc của mình khi không còn người đồng nghiệp bên cạnh. Trong cuộc họp báo trước trận gặp Liverpool, vị huấn luyện viên người Tây Ban Nha cho biết ông thấy buồn, trống vắng và thất vọng khi Graham Potter không còn ở đây. Dù cho ông cố gắng trấn an các ông chủ với tuyên bố, tôi sẽ chuyên nghiệp nhất có thể, nhưng ai cũng thể hiểu rằng sẽ khó có cơ hội để Bruno Santo có thể duy trì chiều đại của mình được lâu dài. Cũng trong ngày hôm qua, báo chí Anh đồng loạt đưa tin Luis Enrique đã đặt chân đến xứ sở sương mù để đàm phán với ban lãnh đạo của Chelsea. Dù vậy, thương vụ này chưa đi đến kết quả như nhiều người mong đợi. Có thể đôi bên không tìm được tiếng nói chung từ những yêu cầu đặt ra. Tờ Diario Gol tiết lộ Luis Enrique đặt ra 3 yêu cầu cho Chelsea bao gồm: ban lãnh đạo Chelsea cần bổ sung cầu thủ theo ý muốn của ông để xây dựng triết lý mới cho đội bóng. Ban lãnh đạo Chelsea cần tin tưởng hoàn toàn và có thêm sự kiên nhẫn với ông. Ban lãnh đạo Chelsea cần thanh lý những cầu thủ không cần thiết vì hiện tại đội bóng đang có quá nhiều nhân sự. Những ý tưởng đó thực ra phù hợp với một tân huấn luyện viên nhưng nó sai ở tính thời điểm. Rõ ràng hiện tại Chelsea không thể đáp ứng tất cả các yêu cầu của Luis Enrique đưa ra. Có lẽ họ sẽ đợi đến cuối mùa giải này để làm việc với nhau thêm một lần nữa. Chelsea chưa tiếp cận Nagelsmann một cách trực tiếp như vậy vì ban lãnh đạo cũng đang cảm thấy có một vài lấn cấn ở đây. Tờ Bild của Đức tiết lộ Bayern vẫn đang trả lương đều đặn cho Nagelsmann dù họ đã chính thức đường ai nấy đi. Lý do là bởi ông vẫn còn hợp đồng với Hùm Xám đến tận năm 2026 nên bất kỳ đội bóng nào muốn Nagelsmann đều phải đàm phán với Bayern trước. Đó là điều Chelsea không muốn. Đó là chưa kể đến câu chuyện tuổi tác vốn đã là một điểm đen với Nagelsmann sau những gì xảy ra tại Đức. Cả Luis Enrique và Nagelsmann đều đem đến những rủi ro rất lớn vì nếu chọn sai, Chelsea không còn cơ hội làm lại trong phần còn lại của mùa giải. Vậy nên Lampard là người được lựa chọn, một bước đi bất ngờ nhưng hợp lý trong mùa giải hỗn loạn của Chelsea. Trong bối cảnh Bruno Santo không muốn dẫn dắt, Lucho cùng Nagelsmann chưa phải thời điểm thích hợp, ban lãnh đạo đội bóng không còn nhiều nhân sự để lựa chọn. Họ buộc phải tìm đến một huyền thoại của đội bóng, hay nói cách khác đó là giải pháp mang tính chữa cháy, bắt buộc từ giới lãnh đạo đội bóng thành London. Lampard từng có viết xước với ông chủ cũ Roman Abramovich, nhưng đây là Todd Boehly, một người hoàn toàn mới. Super Frankie đã gạt sang một bên những hiềm khích cũ để vực dậy lại đội bóng. Cuộc tái ngộ này có thể chỉ là ngắn hạn, nhưng hiệu quả của nó có thể khiến tất cả bất ngờ. Ở nhiệm kỳ đầu tiên, Lampard đã không thành công với Chelsea. Ông đã từng gặt hái được thành công bước đầu, thậm chí tạo ra một vài kỷ lục.
Tuy nhiên sau đó, Lampard bị sa thải sau khi để The Blue rơi tự do xuống vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng. Nhưng đó chỉ là một trong những nguyên nhân thôi. Nguyên nhân lớn nhất là do những mâu thuẫn giữa Roman Abramovich và giám đốc thể thao lúc đó, bà Marina Granovskaya. Đây không phải lần đầu tiên Super Frankie quay về chấp nhận trở thành lính cứu hỏa bất đắc dĩ của một Chelsea đang trong giai đoạn dầu sôi lửa bỏng. Ngược về mùa hè năm 2019, một giải mà The Blue phải trải qua khi chuyển nhượng yên ắng bởi lệnh cấm đến từ FIFA, cùng với đó là màn tháo chạy của Mauricio Sarri. Và Frank Lampard là người đã có mặt tại đúng thời điểm. Công bằng mà nói, mặc dù trải qua mùa giải trắng tay nhưng Lampard đã để lại dấu ấn của mình bằng cách tận dụng tối đa những cựu chiến binh có sẵn trong đội hình, xen lẫn với một thế hệ tài năng từ học viện Cobham. Qua đó, đưa The Blue kịp cán đích ở vị trí thứ tư vào cuối mùa, vượt mặt cả những Tottenham hay Arsenal. 38 trận đấu tại Ngoại hạng Anh, thầy trò Frank Lampard có 20 chiến thắng, 6 trận hòa và 12 trận thua. Một thành tích không tệ đối với một huấn luyện viên chỉ mới có 1 năm kinh nghiệm dẫn dắt tại Championship. Và có lẽ điều mà nhà cầm quân 44 tuổi đã làm tốt nhất chính là việc truyền được sự nhiệt huyết, niềm cảm hứng chơi bóng và tinh thần cống hiến cho thế hệ kế thừa, qua đó đưa tên tuổi của Tomori, Richard, Mason Mount và Abraham ra ánh sáng. Thế nhưng trong mùa giải thứ hai của mình thì mọi chuyện lại trở nên tồi tệ với Super Frankie. Những tưởng sau khi được vung tiền mua sắm thì The Blue sẽ lại càng mạnh mẽ hơn, nhưng ngược lại, Lampard lại tỏ ra loay hoay khi kết hợp những mảnh ghép mới như Timo Werner, Kai Havertz hay Hakim Ziyech vào những nguyên liệu sẵn có. Chelsea của ông hoàn tất giai đoạn lượt đi với 8 trận thắng, 5 trận hòa và 6 thất bại. Nhưng điều đáng nói là các ông trò trẻ của ông lại tỏ ra yếu vía trước các đối thủ cạnh tranh trực tiếp. Và tất nhiên, đây là yếu tố khiến Lampard mất điểm trong lòng các cổ động viên. Một trong những nguyên nhân khác khiến vị chiến lược gia người Anh thất bại ở lần đầu dẫn dắt The Blue là các thủ của ông quá dễ bị tổn thương ở khu vực giữa sân, còn hàng phòng ngự thì thường xuyên mắc sai lầm. Trong 19 trận đấu, Chelsea của Frank Lampard để thủng lưới đến 23 lần và chỉ có 5 trận giữ sạch lưới. Nhiều người đã chỉ ra một số sai lầm của Lampard chính là dành quá nhiều ưu ái cho cầu thủ trẻ mà lại bỏ quên những công thần như Antonio Rudiger hay Jorginho, những cầu thủ thường xuyên xuất phát từ băng ghế dự bị và cố ép Mason Mount chơi như một số 8 truyền thống. Sau đó, Thomas Tuchel đến đưa Antonio Rudiger trở lại trung tâm hàng phòng ngự, tin dùng Jorginho trong vai trò cầm nhịp ở khu vực giữa sân, sử dụng Mason Mount và Kai Havertz chơi như hai số 10 ở mặt trận tấn công, và các vấn đề gần như đã được giải quyết triệt để. Đó chính xác là những gì xảy ra với Frank Lampard trong lần đầu chữa cháy cho Chelsea. Một nhà cầm quân trẻ tuổi gặp vấn đề trong việc đọc trận đấu và vận dụng sơ đồ thích hợp, cũng như quá tin dùng vào những cầu thủ trẻ và tương đối non kinh nghiệm. Chia tay Chelsea, Lampard tiếp tục trở thành huấn luyện viên của Everton. Nhưng đó là quãng thời gian chẳng mấy tốt đẹp với cựu cầu thủ người Anh. Dù cho ông từng cứu giúp Everton khỏi cảnh xuống hạng, lại một lần nữa bị sa thải, dù cho Lampard đã rất tận tụy với công việc này. Sau khi chia tay Chelsea năm 2021, Lampard ngồi chơi xây nước 1 năm trước khi được bổ nhiệm làm huấn luyện viên trưởng của Everton thay cho Rafael Benitez vào tháng 1 năm 2022. Khi câu lạc bộ đang chật vật ở cuộc chiến trụ hạng, Super Frankie khi đó được chào đón rất nồng nhiệt tại Goodison Park. Huấn luyện viên người Anh sau đó không giúp Everton cải thiện được về mặt lối chơi cũng như phong độ, nhưng vẫn cũng giúp đội bóng vùng Merseyside hoàn thành mục tiêu trụ lại tại giải Ngoại hạng Anh. Trong 18 trận dẫn dắt Everton tại Premier League mùa giải 2021-2022, Lampard cùng đội bóng chỉ giành được 6 chiến thắng, 2 trận hòa và để thua tới 10 lần, tỷ lệ chiến thắng đạt 33%. Bước ngoặt của mùa giải có thể nói đến trận đấu Everton đã đánh bại Crystal Palace với tỷ số 3-2. Trong trận đấu đó, Everton đã để Crystal Palace dẫn trước tới 2 bàn sau hiệp đấu đầu tiên. Nhưng những pha lập công của Michael Keane, Richarlison và Calvert-Lewin trong hiệp 2 đã giúp nửa xanh vùng Merseyside lội ngược dòng và chính thức giành vé trụ hạng. Super Frankie khi đó đã dâng trào cảm xúc dữ dội sau một giai đoạn khó khăn khi mới đến tiếp quản đội bóng. Đây là một trong những khoảnh khắc tuyệt vời nhất trong sự nghiệp bóng đá của tôi. Tôi đã rất may mắn được trải qua những khoảng thời gian tuyệt vời, đặc biệt là ở Chelsea với tư cách cầu thủ và huấn luyện viên. Nhưng khi bạn cảm nhận được sự tuyệt vọng mà tấm vé xuống hạng mang đến, mọi thứ rất khác. Bạn thua trận, bạn nỗ lực làm gì đó và rồi bạn lại thua. Câu lạc bộ này rất đặc biệt và tôi tự hào khi được làm huấn luyện viên của Everton vào buổi tối hôm nay, huyền thoại của câu lạc bộ Chelsea xúc động cho biết. Tuy nhiên, khó khăn chồng chất khó khăn cho Lampard trong mùa giải năm nay khi Everton bán đi ngôi sao số 1 của đội bóng là Richarlison cho Tottenham. Dù đã được giới chủ chi tiền để mua sắm, nhưng dường như những ngôi sao mới tới với sân Goodison Park chưa thể thay thế được chỗ trống mà cầu thủ người Brazil để lại. Trong những ngày cuối tháng 12 đã xuất hiện những tin đồn về việc Lampard bị sa thải, nhưng trận hòa không đều với Man City đã níu giữ chút hy vọng mong manh cho chiến lược gia người Anh. Tuy nhiên, 3 trận thua liên tiếp sau đó được cho là giọt nước tràn ly, buộc ban lãnh đạo Everton phải ra quyết định chấm dứt hợp đồng với chiến lược gia người Anh. Cùng với đó, các trợ lý Joe Edwards, Paul Kellerman, Chris Jones và Ashley Cole cũng đồng loạt mất việc.
Sự cam kết và cống hiến của Lampard cùng ban huấn luyện là tấm gương tiêu biểu suốt thời gian qua. Nhưng câu lạc bộ phải đưa ra quyết định khó khăn này vì những kết quả gần đây và vì vị trí tại giải đấu hiện tại. Everton viết trong thông báo, đồng thời gửi lời chúc tới Lampard và các trợ lý. Việc Lampard bị sa thải là điều không ai bất ngờ, bởi thành tích tại giải Ngoại Anh của Everton dưới thời Super Frankie là vô cùng đáng thất vọng, thậm chí còn thất vọng hơn mùa giải năm ngoái rất nhiều. Trong số 20 trận đấu, Everton chỉ có được vỏn vẹn 3 chiến thắng, để hòa 6 trận và thua tới 11 trận, qua đó rơi xuống nhóm cập đèn đỏ và lao đao trong cuộc chiến trụ hạng. Ngoài ra, tại hai đấu trường cúp trong nước, Everton cũng đều bị loại ngay từ vòng 3. Với Super Frankie, anh đáng thương hơn là đáng trách khi mọi thứ ở Everton đã vượt quá tầm kiểm soát. Lampard đã không đổ lỗi cho bất cứ điều gì và chấp nhận mọi thứ. Mùa trước, Everton đã trụ hạng ở vòng 37, nhưng khi đó họ còn Richarlison và cả một Calvert-Lewin khỏe mạnh. Sang đến mùa giải này, Richarlison đã ở phương trời mới, Calvert-Lewin thì chấn thương liên miên, đến cả Anthony Gordon cũng đã bỏ thầy mà đi. Lampard không còn gì để bấu víu cả. Trong lần trở lại Chelsea, Lampard sẽ có sự giúp sức của rất nhiều những cựu cầu thủ, một trong số đó là Ashley Cole, cũng như những người đã từng làm việc với ông tại Everton. Nhiệm vụ lớn nhất của Lampard chính là vực dậy tinh thần của đội bóng, vốn đã rệu rã và quá nhiều bất ổn sau một mùa giải có tới 2 lần thầy tướng giữa dòng. Trong lần trở lại Stamford Bridge lần này, Frank Lampard sẽ có được sự hỗ trợ của những người trợ lý quen mặt, bao gồm Ashley Cole, Joe Westwood và Chris John. Cả ba đều đã làm việc cùng ông trong khoảng thời gian trước đó tại Chelsea cũng như Everton. Bên cạnh đó, có nhiều nguồn tin cho rằng John Terry, người hiện đang là cố vấn tại học viện của The Blue, sẵn sàng bước lên đội 1 để cùng sát cánh với Lampard. Vậy chính xác là Frank Lampard và các cộng sự sẽ có vai trò thế nào trong công việc sắp tới ở Chelsea? Khả năng cao vai trò của Ashley Cole, Joe Westwood lẫn Chris John sẽ được giữ nguyên như thời điểm mà Super Frankie dẫn dắt trong mùa giải 2019-2020 cụ thể. Ashley Cole sẽ là huấn luyện viên đội U15, Chris Jones trở thành huấn luyện viên đội U18, trong khi Joe Westwood sẽ được chỉ định dẫn dắt đội U23. Tất nhiên, sứ mệnh của Frank Lampard cùng các cộng sự sẽ là giúp cầu thủ ở Chelsea vực dậy tinh thần. Thực tế, đây là một quyết định chữa cháy tương đối dễ hiểu nếu xét theo định hướng sắp tới của họ. Đầu tiên là về các yếu tố ngắn hạn, ban lãnh đạo The Blue hy vọng rằng sự trở lại của Super Frankie sẽ thổi vào một nguồn năng lượng mới cho cầu thủ Chelsea, đặc biệt là lực lượng nòng cốt từng làm việc cùng ông trong những năm trước đó, có thể kể đến như là Silva, Ben Chilwell, Rick James, Mason Mount hay là Kai Havertz. Công bằng mà nói, Lampard là lựa chọn tối ưu vào lúc này trong khía cạnh vực dậy tinh thần của những chiến binh mong từng chăm bẵm. Đối với Chelsea, thứ hạng tại Ngoại Anh lúc này có lẽ không còn quá quan trọng nữa, thay vào đó là cố bám víu ở chiếc phao cứu sinh ở đấu trường Champions League. Và ở các cuộc đối đầu trực tiếp thì đôi khi tinh thần sẽ là yếu tố quyết định. Nói cách khác, thay vì tiếp tục để một Bruno Santo không quá thích thú với công việc hiện tại cũng như không nhận được tín nhiệm từ nhiều cầu thủ, thì tất nhiên cán cân sẽ lệch hẳn về phía một Frank Lampard đang sôi sục tâm huyết cứu vãn mùa giải của The Blue. Suy cho cùng, nhiệm vụ mà huấn luyện viên tạm quyền Frank Lampard sẽ là ổn định phòng thay đồ, xây dựng lại bầu không khí đang ở mức ảm đạm tại Stamford Bridge, tiêm vào những tân binh mới đến tinh thần cống hiến cho The Blue, định hình hướng phát triển của các thủ trẻ và vận dụng những mảnh ghép đang có trong đội hình để kết thúc mùa giải với những tín hiệu khởi sắc nhất có thể. Có một sự thật rằng Frank Lampard có lẽ sẽ chẳng thể so sánh được với bất kỳ một cái tên nào nằm trong danh sách những ứng viên hàng đầu cho vị trí huấn luyện viên trưởng của Chelsea về mặt chuyên môn. Nhưng một huyền thoại như tiền vệ người Anh lại hoàn toàn có thể tạo ra sự khác biệt về mặt tinh thần dành cho một tập thể đang rệu rã như đội bóng London. Giờ đây thì điều mà người hâm mộ cần làm chính là niềm tin vào chính Lampard trong lần thứ hai này. Bởi biết đâu, một câu chuyện thần kỳ sẽ được viết nên như những gì mà Di Matteo cùng Thomas Tuchel đã tạo ra ở đấu trường Champions League. Có lẽ việc bổ nhiệm Lampard không phải là quyết định chớp nhoáng của ban lãnh đạo Chelsea lúc này. Họ cần một huấn luyện viên có thể giải quyết được các vấn đề đang tồn tại nội bộ của đội bóng trong thời gian ngắn hạn, trước khi tính đến một phương án lâu dài trong tương lai như Nagelsmann hoặc Enrique. Tất nhiên, nếu Lampard làm tốt công việc của mình, việc huấn luyện viên này có thể ở lại The Blue là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Vậy huyền thoại của Chelsea có thể mang lại những gì cho đội bóng vào lúc này? Đầu tiên là vấn đề về tinh thần. Sự có mặt của Frank Lampard giống như một bản hợp đồng xoa dịu truyền thông của ban lãnh đạo đội bóng khi mà Todd Boehly cùng các cộng sự chưa thể chốt ngay một thương vụ bom tấn trên băng ghế huấn luyện. Huấn luyện viên tạm quyền Santo thì chưa đủ đẳng cấp cũng như uy tín trong phòng thay đồ, thì việc Chelsea đưa Lampard về với sân Stamford Bridge là quyết định hợp lý lúc này. Còn nhớ mùa 2019-2020, chính Lampard là người đưa Chelsea vượt qua giông bão sau án phạt cấm chuyển nhượng. Án cấm này tác động khủng khiếp ra sao, cứ nhìn cái cách Maurizio Sarri tháo chạy khỏi Stamford Bridge là hiểu. Nhưng cũng chính nhờ điều đó đã giúp chiến lược gia người Anh bộc lộ được tài năng phát triển cầu thủ trẻ của mình. Những cái tên như Mason Mount, Tammy Abraham, Ruben Loftus-Cheek, Harry James có được trình độ như ở thời điểm hiện tại có một phần không nhỏ công lao của chiến lược gia người Anh.
Sự quay trở lại của Lampard giúp cho cầu thủ Chelsea lên tinh thần rất nhiều. Nhìn vào đội hình của The Blue lúc này, họ đang sở hữu nhiều cái tên trẻ trung, tài năng, chỉ là đang mất đi sự tự tin với một người đặt rất nhiều niềm tin vào cầu thủ trẻ sẽ không bất ngờ nếu Chelsea đá hết mình để đáp lại sự tin tưởng của ông thầy người Anh. Mason Mount có lẽ là cái tên vui nhất lúc này. Khỏi phải nói thì ai cũng biết tiền vệ này từng là con cưng của Lampard. Sự tin tưởng của huyền thoại Chelsea dành cho Mount là rất lớn. Trong bối cảnh mà tương lai của anh đang mịt mờ tại Stamford Bridge, biết đâu với Lampard, Mount có thể tìm lại phong độ mà mình đã đánh mất. Mikhailo Mudryk cũng là cái tên được Lampard rất yêu thích. Hồi còn tại vị ở Everton, không ít lần đội bóng này cố gắng để có được sự phục vụ của cầu thủ người Ukraine. Nhưng trước sự cạnh tranh gay gắt của Arsenal và Chelsea, Everton đã hoàn toàn thất bại trong thương vụ này. Mudryk đang đánh mất sự tự tin tại Chelsea và Lampard rõ ràng là người phù hợp nhất giúp cho tiền đạo này thích nghi với giải đấu cao nhất nước Anh. Không chỉ có Mudryk, Everton đã từng cố gắng để mang về một chân chạy cánh khác là Noni Madueke. Giờ đây thật trùng hợp khi Lampard có cơ hội làm việc cùng hai cầu thủ mà ông hằng ao ước. Và đây rất có thể sẽ là sơ đồ đội hình mà Lampard sử dụng trong quãng thời gian sắp tới. Sơ đồ này là tập hợp cầu thủ mà ông đã tin tưởng từ lâu, cùng với những người đang có phong độ tốt và được huấn luyện viên này yêu thích. Tuy nhiên, việc Chelsea bổ nhiệm Lampard cũng chứng tỏ đội bóng thành London sẽ xác định thất bại toàn tập ở mùa này. Đấu trường duy nhất mà họ còn cơ hội là UEFA Champions League. Lampard có thể làm nên điều kỳ diệu tại Champions League trong vai trò một tiền vệ. Nhưng ở cương vị huấn luyện viên, ông không phải cái tên đủ đẳng cấp để giúp The Blue vượt qua vòng tứ kết, nhất là khi họ phải đối mặt với một Real Madrid sở hữu DNA của nhà vô địch châu Âu. Tuy nhiên, với truyền thống thay tướng là vô địch Champions League, Chelsea hoàn toàn có thể tạo nên những bất ngờ. Tại Premier League, cơ hội cạnh tranh top 4 đã không còn khả thi với The Blue, vậy nên mục tiêu hợp lý nhất mà Lampard đề ra lúc này có lẽ là một tấm vé đến với đấu trường Europa League. Nhìn vào lịch thi đấu sắp tới của đội bóng tới từ Tây London, đây thực sự không phải thử thách dễ dàng với Lampard. Ngoài việc phải đối đầu với một đội bóng rất mạnh là Real Madrid tại Champions League, con đường tới Europa League của họ cũng không hề bằng phẳng. The Blue còn 9 trận để kết thúc mùa giải, trong đó có 4 trận gặp tất cả các đội bóng nằm trong top 4, một bài toán quá khó dành cho huấn luyện viên tạm quyền Frank Lampard. Rõ ràng vị chiến lược gia 44 tuổi không phải là một huấn luyện viên có trình độ cao. Ngoài việc đã từng thất bại tại Chelsea, thì ông cũng gây thất vọng tột độ trong quãng thời gian dẫn dắt Everton. Lampard bị đội chủ sân Goodison Park sa thải hồi tháng giêng sau hàng loạt những màn trình diễn đáng thất vọng. Thống kê chỉ ra rằng Everton chỉ sở hữu tỷ lệ thắng vỏn vẹn 27% dưới triều đại của Lampard. Thế nên viễn cảnh Chelsea thậm chí tiếp tục thua và thua là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Một công việc đầy thách thức nhưng cũng mở ra rất nhiều hy vọng cho Lampard. Biết đâu trong lần trở lại này ông lại thành công với những ông chủ người Mỹ và giúp Chelsea duy trì thói quen vô địch Champions League thì sao nhỉ? Điên rồ nhưng lịch sử đã từng chứng minh rồi đấy thôi. Xoay quanh câu chuyện này, bạn có thể đặt thêm những câu hỏi trên tab cộng đồng của kênh YouTube Bình luận viên Anh Quân. Tôi sẽ giải đáp nó vào Q&A vào ngày mai. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.